Rồi kế tiếp là 5g của men. Men mình làm bánh mì đó các bạn. Rồi. Mấy nó nhâm đặt mà sao cho nó ghi bay hội 50g mà sao tớ nằm tăng đó chăng. Hay anh ấy có sao nó 50g. Thôi ở đây mà sao tớ ghi bao ngon nó ghi 5g tiếp. Bơ sáp nó xài 50g chứ đó chăng. Bơ lạc thêm 40g nữa nha các bạn. Và ở đây là sốt tanin. Cái này là sốt tanin này nó làm cho nó mềm các bạn. Anh ấy sốt tanin nó trà, anh ấy dùng thử đã cho anh ấy nghe cho anh ấy cái chân vầy nông dân về cái diễn tuần á. Tổng bơ và sốt tanin này cái loại là mềm á, nó được tổng cộng là 50g. Thì bơ là 40g, còn cái trắng trắng là 10g nha. Tổng ốc này nó bị 20g chà. Rồi cô bây giờ nó mà đổi bát nó trà dương tâm mới dương thở mưa tâm mà sâu chân đó mà sâu vì chuột tật trơn vì smooth smooth thì dương thêm chỗ và hai chị đập ml đứa có phép ml nó bàn này và sau đó vì nghi tệch vì tật tật tệch dương ai thêm mà sâu tệ tệ chỗ nó tới vì dương lia tâm nó trà. Cho tất cả các nguyên liệu vào đây, mình nhắc lại một lần nữa nha, gồm có 350 bột số 13 và 180g nước sữa tươi, 50g đường và 5g bột men nở, cái loại men nở, và 40g bơ lạc và 10g sốt tanin để cho nó mềm nó bông nữa các bạn. Rồi bây giờ mình cho nó quay luôn nha. Các bạn ơi, nhân đây thì các bạn cũng cho mình hỏi thăm một xíu nha. Cái máy này là mình đã mua xài được 8 năm rồi. Nó là thương hiệu của SKG. SKG này mình xài lúc rất là êm. Cái thời gian đó nó bùng nổ ra là ai cũng xài cái máy này hết. Mà 8-9 năm về trước lận. Thì cái công thức của nó tới 22 công thức hay gì đó nếu mà mình nhớ không lầm. Rất là nhiều công thức để làm nha. Nhưng mà mình chùi, lâu ngày mình chùi ở cuốn sổ của nó, mình mắc cũng không biết ở đâu nữa là lật mất rồi. Bây giờ rất là nhiều công thức mà mình không có để sử dụng được. Nên mình chỉ xài có 1-2-3-4 cái này thôi. Làm bánh mì đó mà, xay đó mà, ủ bột đó mà. Nếu mà các bạn nào có cái link của cái máy mà SKG này á, mà nó nói về tiếng Việt Nam á, các bạn gửi cái link cho mình á, được không? Để mình có mà mình sử dụng. Tại vì hồi đó là có làm trà bông, có làm yogurt rồi, nhiều thứ lắm nhưng mà trùi ra hết rồi. Và mắt cũng sổ đó nữa, lại nó ghi tiếng Anh, tiếng Hoa nữa, cũng chả có biết luôn. Bây giờ cái máy này chỉ là đem làm bánh mì thôi. Nếu các bạn có cái link đó các bạn cho mình nha. Làm rau nhiều thôi, rau lắm, cho bún này thì ít. Rồi mình sẽ bóp muối với cái cải này cho nó hết cái chất nước nha. Thay vì mình có củ sắn thì mình có thể thay thế củ sắn. Mình không có củ sắn thì mình phải đành thay thế cái bắp cải này. Đó, quay bây giờ cũng được nửa tiếng rồi. Còn ở đây là cái phần nhân thịt của mình, gồm có bắp cải, nấm mèo, và đường, tiêu, tỏi, bột ngọt, mỗi một thứ một ít thôi nha, lạc lạc thôi nha quý vị, tại vì mình còn làm cái nước súp của nó nữa mà. Ở khăn ông sạch thuộc bao nhiêu nâng cư miên cương rằng cho nó trà dân bia khưởng tình tích sạp sạp với dân thua tập sục vì lơ tiếp lắm. Hay là đi mà sợi trà dân bà lạc sạch nó như là mà sợi trà tới sạch vào dân Việt Tuân á, vì ạc miên đại thà gần smooth vào bạc nhằm. Hay là đi ở đây tập anh đi dân bộ vịt bia mùi chẳng giờ tay chậm hơi á. Mình cần một chút xíu sốt cà chua. Mình ăn cũng rất là cay nha. Trong đây có ớt, sốt cà chua của mình có ớt đó. Và cái nước sốt có vị xả rồi chua ngọt. Nó cũng không có chua lắm nhưng mà nó rất là đậm đà. Cái nước sốt này là của nhỏ em nó làm cho mình. Không bắt buộc phải làm giống mình nha. Các bạn có cái các bạn làm nước sốt không cũng được. Nước sốt không thì mình có nước mắm thì mình nêm nước mắm. Còn không thì mình nêm nước tương tùy ý thích. Do mình thì mình thích ăn cay và mình thích ăn cái nước sốt mà có màu vàng, màu đỏ, màu nâu một xíu, còn trắng trắng là mình không có không thích lắm nha. Rồi mình sẽ thêm nước lọc vào. Nước này là nước chính của mình nha. Nước chính để nguội á. Nước sốt thì mình pha đủ chấm thôi ạ. Cha bà xin chị dưỡng ạc miên sốt tiền phong cho mùi sốt à mảnh bao nhiêu nâng bu quạt ạc vô tật trí rồi có tật xíu dừng lìa cho hay dừng vô tật thòm đa chẳng hạn á dừng đặt tâm linh cho hưởng khởi dừng bằng vì mình cục chịp chẳng hạn á
ở trong cái này mình có quét một lớp dầu ăn nha, để mình đem đi ủ cái bột và bánh mì của mình á. Dùng lip stain mà cho anh là đang rèn chả, rèn chà nè. Hãy dùng đã mà sơ đi chọc nồng nâng cổ tục vì cả là mong mà màu xanh á. Rồi cái này chín rồi mình để cho nó nguội nha. Để cho nguội xuống cái đã. Họ lấy dương tục ở vì tật chạy xanh đó cha. Ở trong đây mình lót hai lớp giấy. Hai lớp giấy nha các bạn. Mình lót hai cái lớp này để mà hồi mình sẽ túm nó lại. Rồi, cái bánh bao của mình. Bánh mì cũng đã được rồi ạ. Nhồi sơ như vậy cho bọt khí nó ra, ép bọt khí nó ra ngoài. Mình có một chút xíu mè đen và mè trắng để trang trí cái bánh của mình để quàng bên. Ở đây mình chỉ cần mình chia làm hai phần, tại vì mình sẽ làm một cái pizza và cái này mình nghĩ là cái nhân làm bánh bao đó. Mình cắn thử nó ra là mình mới ước lượng được cái vỏ bánh của mình nó cần bao nhiêu bột mới đủ nha các bạn. Chứ mình cũng chưa chắc chắn là cái này là đủ. Ở dương kinh nhé. Đầm bay dương trong đơn tha dương ta á. Arsenal sạch nó nhọt châu không đẹp đá như cư tình mang dương trộp nè. Mình không phải là dân chuyên nghiệp nên cái bánh của mình cắn ra không có được tròn lắm. Rồi. Cái phần đáy á, mình đừng có cho mỏng quá nha, mình sợ nó bị lửng cái lỗ của mình. Rồi, cái phần thịt này mình sẽ bọc vô. Mình chia sẻ trong cái trạng thái là giải trí thôi nha, chứ mình không có chia sẻ video với mục đích thương mại. Thì tại vì video của mình cũng chưa có đủ lượt đăng ký và lượt xem, nên là đây cũng chỉ là một cái video giải trí thôi. Mình làm theo cái cách mà mình thích, các bạn cũng thông cảm nha. Nhiều khi khi mà mình muốn làm á thì mình sẽ lên mà làm thôi, chứ cũng chưa có đi xem video của các anh chị để xem cái phương pháp làm nó như thế nào nữa. Nhưng do mình cũng thường hay làm bánh mì ăn á, mình nghĩ là không nên chia sẻ quá mức cầu kỳ. Mình làm đơn giản trong diện gia đình ăn chơi thôi, chứ
chứ mình cũng không muốn chia sẻ quá cái mức cầu kỳ để mất công nguyên liệu nhiều rồi nhiều thứ mất công các bạn mới vào học làm bánh như mình chưa có kinh nghiệm ạ. Rồi mình phải liếc chắc hết để cho biết rằng không có bị hở nha, để mình gờ xem. Tương đối ổn rồi, mình sẽ làm cái này để cho công việc đâu là đầu. Rồi, mình sẽ để vào thau định hình nó trong khoảng 20 phút thì mình sẽ tiến hành nướng luôn ạ. Mình định hình nó trong cái thau trở lại nha. Cho nó nở trở lại thì mình đem đi nướng luôn. Mình chúc các bạn làm thành công món bánh mì xíu mại nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh và hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình có lực, có động lực làm nhiều video tiếp nha. Cảm á, hơi ngon quá nè. Cái bột mình cân như vậy là vừa đủ nha cả nhà. Gạo bánh rất là giòn luôn các bạn ơi, rất là mềm nha, không hề cứng nha. Anh để cái hình là lúc nãy cắt đi. Mà để qua đây chụp cái này thôi, mình chụp bắt đầu mình ăn uống thôi. Cái vỏ bánh mềm xốp vô cùng luôn nha quý vị, không hề bị cứng luôn nha, thật là hài lòng. Chính là làm quá là hài lòng. Đây là lần thứ hai mình làm cái bánh này. Lúc đây trước đây là 6 năm về trước, lúc mà cái bánh này nó mới nổi ở bên thị trường Mã Lai á, mình đi chợ đêm mình mua ăn á. Đây là lần thứ hai mình làm khá thành công.